Như vậy mình sẽ tận dụng lại cái danh sách này, mình sẽ demo về các cái hàm liên quan đến collection của danh sách. Phần set tạm thời mình dừng lại. Đối với lại cái danh sách này, chúng ta sẽ xuất ra trước khi sắp xếp, và chỗ này chúng ta sẽ chọn cái list của chúng ta chấm sort. Chúng ta sẽ chọn sort, hoặc là các bạn ở đây các bạn sẽ dùng cái collection sort và list. Đây mình dùng cái collection luôn nhé, collection luôn, collection mình đẩy cái list vô cho nó sort. Sort list của mình, và sau đó mình xuất lại một lần nữa sau khi sort. Cái này là trước, cái này là sau. Trước, sau, được không? Mình sẽ sử dụng một cái collection nữa, ví dụ chỗ này mình shuffle nó, shuffle list. Cái này là trước khi sắp xếp, sau khi sắp xếp, cái này là sau khi tạo ngẫu nhiên. Đây, ngẫu nhiên, ngẫu nhiên lần nữa coi. Đây, ngẫu nhiên hai hai là nó nằm đây, nhưng mà mình ngẫu nhiên lần nữa nó nằm đây. Thêm lần nữa nào, đó, ngẫu nhiên nữa rồi đó. Tiếp nào, số 3 này sao nó cố thủ đây vậy? Rồi đi chỗ khác rồi đó. Như vậy đó là tạo danh sách ngẫu nhiên. Ví dụ bạn làm trò chơi tìm người mà may mắn thì bạn dùng shuffle để bạn lấy danh sách của lớp, và mình tìm ra người đầu tiên là người được may mắn chẳng hạn, thì mình chọn ở đây shuffle. Mình không cần phải 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 random là gì cho mệt. Đó là cách mình có thể sử dụng. Ví dụ như ở chỗ này bạn sẽ dùng reverse. Sau khi bạn sắp xếp xong thì bạn sẽ revert nó lại. Ví dụ như chỗ này chúng ta sẽ dùng reverse list bình thường, sắp xếp tăng dần, revert cái thì nó ra gì ta? Giảm dần. Đây, tăng dần, giảm dần. Rồi danh sách ở trên là danh sách chưa sắp xếp. Đó là chúng ta dùng collection. Cái list này chỉ là kiểu đơn, kiểu đơn thì nó mới làm được. Còn nếu kiểu của các bạn là một class các bạn tự xây dựng, thì trong đó có họ, có tên, có điểm, có chứng minh nhân dân, có số điện thoại, thì nó không biết sắp theo gì hết, thì nó sẽ không sắp. Đây là các demo. Ví dụ như quay vòng hoặc là swap. Quay vòng, quay vòng thì mình sẽ lấy cái ở trên đi, ở trên quay vòng. Row danh sách này của chúng ta, list và khoảng cách quay vòng. Ví dụ như mình quay vòng 1 thì nó lấy cái số 3 này nó đẩy về. Đây, quay vòng 1 thì nó chỉ lấy cái số 3 này nó đẩy về trước. Nhưng nếu mà chúng ta chọn quay vòng 2 thì sao? 2 3 nó đẩy về trước hai số. Nếu mình quay vòng 3 thì nó lấy 2 2 3 nó đẩy về trước.
được không? Đó, nó lấy 2, 2, 3 nó đẩy về trước, 3 nó đẩy về, 2 nó đẩy về, rồi 2 tiếp nó đẩy về. Như vậy đó là gọi là quay vòng bao nhiêu. Mình sử dụng collection để mình sắp xếp và mình tác động lên một cái lead. Sắp xếp ở đây người ta có một là sử dụng cái cách sắp xếp mặc định, cách sắp xếp mặc định. Hai là chúng ta sẽ định nghĩa cho nó một cái tiêu chí sắp xếp. Như vậy thì nếu như là bạn so sánh ở đây, người ta nói nè, để sắp xếp thì chúng ta sẽ lấy cái mặc định của nó được kế thừa trong cái class, và bên trong mình định nghĩa một cái phương thức là compare to, tức là cái danh sách nhân viên rồi đó. Hồi nãy là mình đang nói là các kiểu dữ liệu đơn, còn bây giờ mình nói qua kiểu dữ liệu này là dữ liệu mình tự định nghĩa một cái class thì không sử dụng bình thường được nữa, không sử dụng bình thường được nữa, mà mình sẽ có hai cách. Và chỗ này chúng ta dùng rất nhiều. Chỗ này chúng ta dùng nhiều lắm. Như vậy bài này chúng ta sẽ quay trở lại cái